Trinh xin kính chào quý vị. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình Tin Sáng hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 5. Bản tin phần đầu tiên sẽ bao gồm các thông tin nổi bật sau đây. Nhiều vấn đề thời sự được nêu tại hội nghị đối thoại Thủ tướng với doanh nghiệp. Thủ tướng ký chỉ thị thanh tra doanh nghiệp không quá một lần trong năm. HSBC, kinh tế Việt Nam ổn định tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Thưa quý vị, sau đúng một năm thì hội nghị thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp lần thứ hai đã chính thức được diễn ra vào sáng ngày hôm qua 17 tháng 5. Bên cạnh 2.000 đại biểu tham dự trực tiếp tại Hà Nội, hội nghị còn có 63 điểm cầu họp trực tuyến với khoảng 50 đến 100 đại biểu tham dự tại mỗi điểm cầu. Tại đây thì nhiều vấn đề thời sự về kinh tế đã được đưa ra, ghi nhận nhanh của phóng viên chúng tôi tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì sau một năm thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam đã có những cải cách đáng kể. Theo đó có đến hơn 4.500 trong tổng số hơn 4.700 thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa, gần 400 phản ảnh trong tổng số gần 600 phản ảnh kiến nghị gửi đến cổng thông tin tiếp nhận của Văn phòng Chính phủ đã được các bộ ngành xử lý. Thời gian thực hiện các thủ tục về thuế và hải quan cũng đã có sự cải tiến rõ rệt. Minh chứng hùng hồn nhất cho những cải tiến này là chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đã tăng lên 9 bậc trong năm vừa qua, theo xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Các báo cáo mới nhất của các hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, Mỹ, châu Âu. Thực tế, theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, sau một năm triển khai nghị quyết 35, các chi phí chính thức của doanh nghiệp đã dần được giảm bớt. Tuy nhiên, các chi phí không chính thức, tức là chi phí đút lót cho cán bộ công chức, theo ông, vẫn chưa có dấu hiệu được hạn chế. Mặc dù Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, tuy nhiên không xử lý vẫn là trọng yếu nhất, thể hiện sự thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, quan liêu, nhũng nhiễu của một bộ phận không nhỏ người làm công vụ, không hướng dẫn hoặc hướng dẫn chậm, hướng dẫn không đầy đủ cho doanh nghiệp, tìm cách bắt lỗi doanh nghiệp, chưa coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Điều này đã dẫn đến nếu doanh nghiệp có thực hiện thì phải đi đến bôi trơn chung chi theo kiểu của công chi hoa của nhà chia đôi. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại các chi phí không chính thức này, theo ông Thân, bên cạnh sự cố tình nhũng nhiễu của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức, còn là tâm lý kinh doanh dựa vào quan hệ của một số doanh nghiệp. Điều này dẫn đến các doanh nghiệp còn lại dù không muốn nhưng vẫn phải chi để thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn hơn. Một vấn đề thời sự đang thu hút dư luận khác cũng được trình bày trước Thủ tướng là tình trạng khó khăn, lỗ lã của người chăn nuôi heo thời gian gần đây. Đại diện tập đoàn BMJ hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, sản xuất thuốc thú y và thực phẩm sinh học cho biết, nhiều hộ chăn nuôi đã phải đi đến bước đường cùng vì không còn khả năng trả nợ. Do đó, ông kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp khoanh nợ, giãn nợ cho những hộ này cũng như các doanh nghiệp liên quan. Chính phủ sớm họp để tìm cách tháo gỡ cho các hộ chăn nuôi, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, các đại lý phân phối, các hộ kinh doanh và nông dân bằng cách khoanh nợ, gia hạn nợ cho hộ nông dân. Thì có một số hộ nông dân đã tìm đến con đường cùng là tự tử vì lỗ vốn quá nhiều cho chăn nuôi, không còn khả năng trả nợ, hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ trang trại, hỗ trợ các gói hàng trăm nghìn tỷ đồng để họ vay vượt qua những lúc khó khăn này. Trong lĩnh vực bán lẻ, để có giải pháp giúp các nhà phân phối Việt Nam tăng cạnh tranh trong môi trường hội nhập hiện nay, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam kiến nghị bổ sung ngành bán lẻ và lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó, bà Loan cũng xin khởi động lại VDA, tức Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hệ thống Phân phối Việt Nam. Đây là liên minh do 4 doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của Việt Nam, gồm Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phú Thái, thành lập năm 2007. Đây được kỳ vọng là bức tường hàng đầu cho việc bảo vệ các nhà bán lẻ Việt Nam trước doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, đến nay, liên minh này đã thất bại hoàn toàn. Với vai trò của nó, bà Loan vẫn kỳ vọng được tái khởi động lại và sẽ có đề án xây dựng cụ thể nếu được đồng ý về chủ trương. Đến từ Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, trình bày những điểm bất hợp lý trong chính sách giữa bệnh viện tư và bệnh viện công. Ông viện dẫn việc khám chữa bệnh cho người nghèo, người dị tật, dị dạng do chất độc da cam. Trước đây, các bệnh viện tư nhân vẫn làm rất tốt, tuy nhiên sau đó lại có một số chính sách chuyển cái đối tượng này về cho bệnh viện công, trong khi bệnh viện công đang quá tải. Bên cạnh đó, ông cũng phản đối việc cho phép xây dựng viện tư trong khu viên của bệnh viện công. Vì đây là một hậu quả trong tương lai về vấn đề tham nhũng, vấn đề coi như là chưa chắc, gây thất thoát cho nguồn lực của nhà nước.
Và nếu chúng ta chỉ mỗi một tỉnh có một bệnh viện công, bệnh viện tư trong bệnh viện công thì sẽ lắp chết hàng phúc bệnh viện tư khác. Tôi thấy là cái chính sách của ba này là thay mặt cho hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đề nghị với chính phủ nên sửa đổi và nên có chính sách khuyến khích. Về thể chế kinh doanh, bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch tập đoàn BRG, bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương không hình sự hóa các quan hệ hành chính kinh tế. Theo bà Nga, đây chính là một cách giúp nhà nước bảo vệ người làm kinh tế, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào những lĩnh vực mới, mang lại hiệu quả kinh tế cho đất nước. Với chủ trương không hình sự hóa các quan hệ hành chính và kinh tế, doanh nghiệp sẽ cảm thấy được pháp luật bảo vệ cho quyền lợi chính đáng của mình, chủ động khắc phục những trường hợp xảy ra thiệt hại về kinh tế, nâng cao tư duy, dám nghĩ dám làm, góp phần khai thác hiệu quả những lĩnh vực tiên phong và những lĩnh vực vẫn được coi là rủi ro cao. Từ đó, doanh nghiệp có thể huy động, phân bổ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mình, đồng thời giải phóng sức lao động, tạo động lực và nguồn lực để tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, để hiện thực hóa chủ trương này, bà Nga kiến nghị chính phủ sớm ban hành các văn bản để tạo hành lang pháp lý cho chủ trương này. Kết thúc buổi đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần của chính phủ mới là kiến tạo, liêm chính và phục vụ. Trong đó, chính phủ cam kết tạo môi trường kinh doanh thân thiện, rủi ro thấp, công bằng và hiệu quả. Đáng chú ý, Thủ tướng đã ký ban hành ngay chỉ thị số 20 về việc các cơ quan nhà nước chỉ được tổ chức thanh kiểm tra một lần một năm tại các doanh nghiệp. Trước những bức xúc của doanh nghiệp về chuyện thanh kiểm tra nhiều lần trong năm của các bộ ngành tại doanh nghiệp, ngay tại hội nghị thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra sáng ngày 17 tháng 5, người đứng đầu chính phủ đã ký và ban hành chỉ thị yêu cầu cơ quan thanh tra làm việc tại doanh nghiệp không quá một lần mỗi năm. Trước đó, trong báo cáo tổng hợp được công bố trước hội nghị một ngày, VCCI cũng nêu nhiều doanh nghiệp còn than phiền về chuyện thanh kiểm tra chồng chéo của các bộ ngành tại doanh nghiệp. Cá biệt, có doanh nghiệp cho biết một năm phải tiếp 6 đến 7 đoàn thanh tra, kiểm toán, thậm chí trên 10 đoàn, chưa kể các đợt kiểm tra không chính thức. Tại hội nghị đối thoại với Thủ tướng diễn ra sáng ngày 17 tháng 5, nhiều doanh nghiệp cũng than phiền vấn đề này. Để chấn chỉnh tình trạng trên, Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Thanh tra Chính phủ đã bàn ngay tại hội nghị và ra chỉ thị số 20 ký lúc 13 giờ về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Theo đó, cơ quan thanh tra sẽ làm việc tại doanh nghiệp không quá một lần mỗi năm. Nếu kiểm tra đột xuất, chỉ kiểm tra vi phạm, không mở rộng. Trước khi hội nghị diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu chấn chỉnh và giải quyết trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán doanh nghiệp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý 2 năm nay. Thưa quý vị, 4 tháng đầu năm nay thì dòng vốn FDI đã ổn định và cao hơn 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Ngành sản xuất được đánh giá là vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt, hoạt động xuất khẩu rất tốt, lạm phát giá thực phẩm thấp, đang kiểm soát áp lực giá cả. Đó là tình hình kinh tế Việt Nam qua báo cáo của ngân hàng HSBC số tháng 5 năm 2017 với chủ đề trông đợi vào những con số. HSBC đánh giá các điều kiện hoạt động của khu vực sản xuất tại Việt Nam vẫn thể hiện tốt trong suốt tháng 4 vừa qua. Mặc dù với tốc độ chậm hơn, chỉ số PMI toàn phần đạt 54,1 điểm, có giảm nhẹ so với mức 54,6 điểm của tháng 3. Cùng với việc đơn hàng nước ngoài tiếp tục gia tăng, xuất khẩu đã tăng 16% trong tháng 4 so với năm ngoái. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh 21,5% so với mức trên 13% của tháng trước đó. Xuất khẩu mặt hàng điện thoại và phụ tùng thay thế, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đã hồi phục với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc là 17,5%. Kinh tế vĩ mô ổn định tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Ngành sản xuất đang tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 4 năm 2017, nguồn vốn FDI nhận được đã cao hơn 3,2% so với cùng kỳ năm 2016. HSBC cho rằng cơ quan xếp hạng Moody vừa thay đổi điểm xếp hạng của Việt Nam từ ổn định sang tích cực là một sự tiến triển đáng hoan nghênh nhờ vào những con số thường được theo dõi tăng cao. Tổng cục Hải quan vừa đặt ra mục tiêu đến hết năm 2017 này sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Tổng cục Hải quan cho biết, nhằm thực hiện nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2017, định hướng đến năm 2020, ngành hải quan sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa hải quan, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới, giảm thiểu giấy tờ, giảm chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính. Cụ thể, ngành hải quan phấn đấu đến hết năm 2017 sẽ rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Đến hết năm 2020, thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Để đảm bảo đạt được mục tiêu trên, trong năm nay, Tổng cục Hải quan sẽ đưa 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3, 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành được cung cấp trực tuyến mức độ 4,
Đồng thời, ngành hải quan tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông quan điện tử tự động, chủ động trình chính phủ xây dựng nghị định về cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, kiểm tra chuyên ngành và tạo thuận lợi thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện nay. Thưa quý vị, trong chuyên mục con số mỗi ngày của bản tin sáng nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số là 1.900. Đây là số lượng máy tính của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tại Việt Nam đã bị nhiễm mã độc tống tiền WannaCry theo thống kê của hệ thống giám sát virus BKAV. Thống kê đến chiều ngày 16 tháng 5 của BKAV thì tại Việt Nam đã có khoảng 1.600 máy tính của 243 cơ quan, doanh nghiệp và khoảng 300 máy tính của người dùng cá nhân bị nhiễm mã độc WannaCry. BKAV nhận định là tại thời điểm này, mã độc WannaCry chưa bùng nổ ở Việt Nam. Tuy nhiên, có tới 52% máy tính tại Việt Nam, tức là vào khoảng 4 triệu máy, chưa được vá lỗ hổng Eternal Blue. Các máy này có thể bị nhiễm WannaCry bất cứ lúc nào nếu hacker mở rộng việc tấn công. Với 4 triệu máy tính có lỗ hổng tại Việt Nam, thì việc bị cài đặt phần mềm gián điệp để tấn công có chủ đích sẽ nguy hiểm hơn nhiều, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Tính đến nay thì mã độc WannaCry đã gây thiệt hại cho hơn 4 tỷ đô la cho nền kinh tế thế giới sau khi làm tê liệt hơn 200.000 máy tính ở 150 quốc gia. Năm 2016 thì chiêu thức tương tự này đã gây thiệt hại 1,5 tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu. Sau đây mời quý vị tiếp tục cập nhật các tin tức ở thị trường châu Á. Iran chuẩn bị bầu cử tổng thống mới vào ngày 19 tháng 5. Trung Quốc cho phép nhà đầu tư ngoại ở Hồng Kông tham gia thị trường trái phiếu ở đại lục.